Chào các anh em đam mê hoa lan cẩm cừu, thì đây mình đã quay đang quay một mấy mặt hoa lan cẩm cừu, nhìn nó rất là đẹp nhưng mà cái hoa này nó không được tròn. Đây đây, quay cho anh em xem. Thì cái lá này nó đổi màu. Thì đây là ngoài nắng nè, ngoài nắng 100% lá nó sẽ màu như vậy. Còn đây là trong mát nè, như lá non nè, nó màu xanh như vậy, nó như lá trầu vậy đó. Mình quay cho anh em xem. Thì loại này nó có thể là đi rất là nhanh, nó là dây, có thể là 3 ngày nó đi 40 sen, 50 sen, tùy theo cái loại của nó. Thì những cái loại lan dây này là trồng rất là thích, nó rất là bò rất là nhiều, khi mà một bụi to nó ra hoa rất là đều và đẹp nữa. Đặc biệt cái là cái hoa này nè, khi anh em giữ lại cái cuống đó, nó sẽ ra thêm nữa, nó ra dài theo hoài luôn. Như nó rụng cái này tới mùa hoa khác thì nó sẽ ra tầng 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 luôn. Thì hiện tại mình đang sưu tầm một số loại này, và nhà mình được 20 loại rồi. Còn ở cẩm cừu này tên gì thì mình không biết, để mình lên trên mạng mình tìm tên thì mình sẽ đánh lên cho anh em xem biết cái tên tiếng Anh và cái tên tiếng Việt của nó. Thì nó dạng như bông trang vậy, nhưng mà nó là từng cái hoa nhỏ kết lại thành một cái đó tròn. Ở trong nó có 5 cái ngôi sao, một cái ngôi sao 5 cánh nhìn rất là đẹp trong cái giữa luôn. Nó cấu tạo hoa nó nhìn nó rất là lạ. Thì mọi người có thể nhìn theo những cái lá trên đây mà mọi người phân biệt hoa nha, màu sắc khác nhau, gân lá đời hoa nó màu khác nhau. Thì mình chỉ biết một số nhà mình thôi. Bây giờ mình quay anh em nào thấy cái loại của nhà mình giống như cái loại này thì hoa nó màu giống, còn nếu mình mở sổ ra mới biết được chắc chắn.